Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay trong cái mùa báo hiếu của người Phật tử, kể cả chúng xuất gia và chúng tại gia, thì tôi muốn nhắc nhở một số những cái việc mà rất là quan trọng trong cái đời sống tu hành của mình. Tại trước đây Phật tử chúng ta mắc phải một cái sai lầm là phần lớn cứ tu cái pháp môn này thì thường hay chê cái pháp môn khác. Khi mà chúng ta tu theo nguyên thủy thì đôi khi chúng ta chê Kinh điển Đại Thừa. Đây là một cái bài học mà đắt giá mà Phật giáo Ấn Độ phải trả. Đó là gì? Tức là sau khi Đức Phật vào Niết Bàn rồi thì chư Tăng thuộc về phái bảo thủ, tức là cố chấp vào những cái lời dạy nào đó của Đức Phật theo cái hệ truyền thừa. Mà những người nào nó khác hơn thì cái trường hợp đó chúng ta không chấp nhận. Hay không chấp nhận thì lúc bây giờ đó chúng ta bắt đầu nó tìm cách để mà nói xấu, gây chia rẽ trong nội bộ Phật giáo. Tức là Phật giáo và Phật giáo có thể chống phá nhau. Cho nên cái thời kỳ đó ta gọi là cái thời kỳ Phật giáo phát triển. Thì ở trong Phật giáo chúng ta nó có hai cái phái chính. Một phái ta gọi là phái bảo thủ, và một phái ta gọi là cái phái phát triển hay là cấp tiến. Đây là cái phân chia đầu tiên là như thế. Rồi lúc bây giờ đó chúng ta rơi vô trong cái tình trạng mà bè phái. Cho nên ở trong luật Đức Phật đã cấm cái việc mà bè phái. Tại vì Phật giáo là chúng ta thống nhất thành một khối, lấy cái lý tưởng giải thoát của Đạo Phật làm lý tưởng tu hành của mình. Những cái nguyên tắc mà sống chung Đức Phật đưa ra thì cái trường hợp này chúng ta cùng chia sẻ làm sao mà cho nó thích hợp với cái thời đại chúng ta đang sống, làm sao mà thích hợp với cái xã hội chúng ta đang sống, làm sao mà thích hợp với những cái yêu cầu thực tế của quần chúng, thì như vậy đó Phật giáo chúng ta tồn tại. Đây là cái tinh thần mà ta gọi là Phật giáo phát triển hay là phái cấp tiến. Cho nên phần nhiều là ở bên cái chỗ mà Thượng Tọa Bộ, tức là cái phái bảo thủ, thì thường hay chê bên cái Kinh điển Đại Thừa cũng như là những cái người mà phát triển Đại Thừa. Mà phát triển Đại Thừa lúc bây giờ đó thì người ta căn cứ theo cái tinh thần mà của Đức Phật dạy, là chúng sanh nó nghĩ cái gì, nó muốn cái gì, nó có thể làm được cái gì, thì chúng ta nên đáp ứng cái yêu cầu và nguyện vọng chính đáng này của chúng sanh. Ta có thể đem cho họ những cái điều họ cần, chứ không nên cho họ những cái gì ta có. Thì ta có mà họ không cần thì cái trường hợp này coi như là phản tác dụng. Cho nên bây giờ cái người Phật tử tại gia mà họ cần cái gì, rồi cái giới xuất gia nữa có đáp ứng được cái nhu cầu không? Vì không có cho nên người ta bỏ. Ta bỏ Đạo Phật,
Bỏ đạo Phật thì trong lúc đó họ bỏ đạo Phật á, thì họ đi theo cái phái cấp tiến, người ta gọi là đại thừa. Thì bây giờ đó, bên cái phái bảo thủ này lại tiếp tục chấm, cứ nhìn thấy cái gì đó mà hơi khác hơn mình chút á, là mình nói không được rồi. Cho nên á, cái không được á, nhưng mà chính á, cái đó là được. Cho nên á, bên cái tinh thần cấp tiến hay đại thừa á, thì bây giờ ta nhìn ta thấy. Người ta bảo rằng á, khi Đức Phật ra đời thì lúc bây giờ đó, thì Đức Phật quy tụ được tất cả những người mà có tâm xuất gia, những người có tâm cầu giải thoát, những người có tâm cứu độ chúng sanh. Đây là cái nhận xét về Đức Phật. Mà bằng chứng cụ thể là khi Đức Phật thành đạo, đầu tiên Đức Phật giáo hóa năm anh em Kiều Trần Như, tức là đây là những nhà tu khổ hạnh. Tức là cái nhìn của đại thừa ta thấy này rõ. Đây là những nhà tu khổ hạnh, các vị sa môn. Nhưng mà những người này có cái nhu cầu giải thoát, muốn tìm đường giải thoát thực sự, mà không tìm thấy được cái con đường giải thoát. Đó là nhu cầu chính đáng của họ. Cho nên Đức Phật tới đây nói cái pháp Tứ Thánh Đế này cho họ nghe. Cho nên Tứ Thánh Đế là cái pháp đầu tiên Đức Phật nói, mà đối tượng là các vị sa môn cầu giải thoát. Cầu giải thoát nhưng mà không biết làm sao đi được giải thoát. Cho nên Đức Phật dùng một cái pháp rất đơn giản mà các vị này đắc thánh quả A-la-hán. Đó là gì? Tức là cái quan điểm mà đúng đắn của chúng ta, nhìn cuộc đời này một cách đúng đắn ấy. Rồi chúng ta thấy cái gì nên giữ và cái gì nên bỏ. Thế nên cái mà nên bỏ mà chúng ta cố gắng giữ lại nữa, thì cái này làm chúng ta khổ thôi. Cho nên Đức Phật thuyết minh về cái khổ và nguyên nhân của cái khổ. Và cái điều mà các ông cầu đó là niết bàn giải thoát. Thì như vậy nó phải có cái nguyên nhân tiến tới cái chỗ giải thoát niết bàn này. Đó là tu 37 trợ đạo phẩm, thành cái pháp đầu tiên Đức Phật dạy chúng ta nữa. Đây chúng ta gọi là giáo lý căn bản, mà tất cả người Phật tử dầu tu pháp môn nào đi nữa đó, thì cũng không rời hai chữ giải thoát này. Đây là mẫu số chung. Mà mẫu số chung nó là như thế, nhưng mà khi giáo hóa chúng sanh á, thì cái trường hợp này là phải dùng pháp phương tiện thôi. Tại vì khi Đức Phật thành đạo dưới cội Bồ Đề, cái chỗ mà chứng ngộ của các ngài đó, ngài nghĩ rằng không thể đem chia sẻ cho ai được cái chỗ này hết. Tại nên cái đó là gì? Tức là tam minh và lục thông, 18 pháp bất cộng này. Đây là những cái này nữa là không thể chia sẻ cho mọi người được. Tại vì mọi người không thể làm cái này được, chưa có thể làm cái này được. Thì cái này chưa làm được thì Đức Phật không bao giờ nói. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta cái chỗ này. Tại những người mà theo lời Đức Phật dạy, những cái gì mình biết, những cái gì mình làm, nhưng mà thấy người khác chưa làm được, không thể hiểu được, thì cái này không nên dạy. Mà Kinh Nguyên Thủy Đức Phật đã nhắc cái điều này nữa. Tại người ta đang bị một cái mũi tên độc, thì bây giờ cái việc quan trọng nhất làm sao phải nhổ cái mũi tên độc này ra. Rồi đó, phải làm sao mà trục cái chất độc này ra cho hết, rồi băng bó lại, cứu chữa vết thương này lành, rồi mới nói chuyện khác. Chứ còn nói những chuyện kia đó, họ không thể tiếp nhận được, mà họ sẽ mất mạng trước khi mà họ hiểu được. Thì như vậy vô ích. Đây là cái điểm mà quan trọng nhất ở trong cuộc sống ta. Cho nên ngày nay cũng vậy. Tức là có người đó, thì người ta bài bác cái lễ Du Lan
rằm tháng 7 mà chúng ta thường áp dụng ở đây. Cho nói rằng á, cái này nó không có, không có ở trong Phật giáo. Tôi nghĩ đây là cái sự sai lầm lớn mà của một số người mà làm cho Phật giáo chúng ta yếu đi. Bây giờ có hay là không có ở trong trong tạng kinh Nguyên Thủy? Mở đầu chúng ta nhìn đó. Tại nên khi mà tôi nghiên cứu tạng kinh Nguyên Thủy trước, rồi tôi mới học kinh điển Đại Thừa sau, cho nên tôi mới thấy nó có cái nhất quán từ Nguyên Thủy bài pháp đầu tiên mà của năm em Kiều Trường Như thực tập, thì cái này tôi đem tôi thực tập trước. Rồi từ đó đi suốt cái tạng kinh Nikaya thì tôi đều theo để tìm xem có căn bản nhất Đức Phật dạy cho các thầy tỳ kheo cái gì, và dạy cho con người đang sống này nên làm cái gì. Đây là cái điểm quan trọng. Cho nên lúc bây giờ nữa, tôi mới thấy được một cái điều là ở trong kinh Nguyên Thủy, Đức Phật đã nói về cái vấn đề hiếu hạnh. Và Đức Phật là cái người mà thực hành cái hiếu hạnh này. Nhưng mà cái hiếu hạnh của Đức Phật, cái thực hành của Đức Phật có những cái điểm mà nó khác với chúng ta, nó khác với các anh Bà La Môn, nó khác với cái anh Nho giáo ở Trung Hoa. Đây là cái điểm quan trọng nhất ta thấy. Ta nói bên Bà La Môn thì lại cứ chủ trương cúng tế. Cái này Đức Phật không đồng tình. Ta nói chủ trương cúng tế, thậm chí là giết bò, giết heo, phải không? Giết dê, giết súc vật để đem mà cúng tế cho thần linh, để đem mình cúng tế cho tổ tiên ông bà của mình, để mình mong được phước. Đức Phật dạy chúng ta đây là cái điều nên tránh này. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta phải thấy rõ thế này. Thế nên tục lệ này từ cái thời Đức Phật mà cho tới ngày nay đó, cái này vẫn còn. Mà gần đây nhất chúng ta thấy cái gì? Cái nơi mà Đức Phật đản sanh ra, tức là ở vườn Lam Tỳ Ni, ở cái xứ Nepal. Mặc dù Ấn Độ đã cấm rồi, nhưng mà những người Ấn Độ á, mà họ vẫn theo cái tập tục này để cúng thần linh này, mà cầu nguyện cho ông bà tổ tiên đây. Cho nên họ cứ dắt bò dê tới đây để họ chém. Cho nên á, như Việt Nam chúng ta có một cái lễ hội, người ta gọi là lễ hội chém lợn chẳng hạn, hay lễ hội đâm trâu chẳng hạn. Đây là chuyện ác mà Đức Phật cấm này. Đức Phật nói cái này không nên. Ta nên mình muốn làm cho ông bà tổ tiên mình được nhẹ tội đi, được sanh lên cõi trời. Nhưng mà trời thì gì? Cái người đó là do thiện căn công đức mà lên trời thôi. Chứ còn ác nghiệp thì đương nhiên phải đọa. Cho nên bây giờ nữa, ta giết một con heo để ta cúng ông bà chúng ta, ông bà chúng ta có ăn không? Đa số làng xóm ăn. Nhưng mà ông bà chúng ta nữa, là phải gánh cái này, gánh cái tội này nữa. Tại vì ta nói cái này á, ta giết nó để ta cúng ông bà ta. Thành ra cái trường hợp á, trong gia đình tôi, dòng họ tôi đã phạm phải cái này rồi. Ta nói khi ông nội tôi qua đời, thì lúc bây giờ đó, bố tôi đã theo đạo Phật rồi, cho nên hòa thượng ở trên chùa dạy là phải cấm sát sanh, phải cấm sát sanh, phải cúng chay. Tại vì cái người chết rồi đó, người ta không có ăn nữa giống như người sống đâu. Cho nên phải cúng đồ chay chứ không nên cúng đồ mặn. Thì lúc bây giờ tôi nhớ là cái đám tang này đó, nó kéo dài một tuần lễ. Tại đám tang ông tôi là để một tuần lễ. Thì tới cái ngày thứ sáu, tức là còn ngày nữa mới đưa đi,
Nhưng mà bà Bảy là em của ông nội tôi. Cái bà này đó, thì không biết bà theo cái đạo Thiên Chúa, đạo gì đó. Bà mới về bà thăm, bà về đám. Nhưng mà cái bà này là có cái, bà nói đây là giết bò, giết heo mà ai ăn đâu hết. Còn anh tôi bỏ đói cho ăn toàn là rau cỏ, không làm sao anh ăn được, biết không? Các vị nghĩ cái quan này. Thành ra bà Bảy của tôi đó, tức là bà nội của Linh Mục Quỳnh Công Minh. Thành ra bà mới đi lấy một cái khối thịt to mà bà đem bà để đằng trước cái quan tài. Bà mới khấn, bảo là vong hồn anh có thiên thì về nhận lãnh cái phẩm vật này và tấm lòng của em. Các vị nghe nó như vậy thì tốt chứ. Thành bà Bảy mới nói một tiếng như vậy đó, thì tự nhiên ở trong cái quan tài đó, nó xì khói ra. Nó làm mà trong cái phòng đó nó trở thành ra cái mùi hôi khó chịu. Ở dưới cái đáy quan tài đó, tự nhiên nó bực nước ra. Cho nên điểm này là điểm rất là lạ. Cho nên đó, bây giờ đó, ông bố tôi đó, mới đi vô lại. Cho nên mới vô lại và xin ông nội tôi thì thôi tha cái tội cho bà đi. Thế như vậy đó, thì tự nhiên nước ở trong quan tài không xì ra nữa. Thì các vị nghĩ xem, đây là sự thật. Sự thật trong gia đình tôi đó. Cho nên từ đó về sau đó, mà ở trong gia đình tôi đó, là bắt đầu cúng ông bà tổ tiên đó, là cúng đồ chay hết. Thế nên hồi trước đó là cái ngày mùng 3 đó, thì mỗi một lần ngày mùng 3 Tết đó, thì không biết cúng gì đủ thứ hết đó. Mà tôi thấy mấy con gà bắt cắt cổ hết rồi nữa, rồi mới đem luộc rồi để sắp hàng vậy để đem cúng, thấy khiếp cho mày. Nhưng mà cái này đó, khi cái hiện tượng này xảy ra đó, thì ở trong nhà cũng sợ rồi bỏ cái phong tục này. Thành ra tất cả các Phật tử chúng ta đây đó, nên rút kinh nghiệm cái chỗ này. Thì bây giờ Đức Phật dạy chúng ta đó là sao? Cái vấn đề báo hiếu, báo ân ở trong đạo Phật đó. Đương nhiên khi cha mẹ chúng ta còn sanh tiền, ta tỏ lòng hiếu kính. Mà tỏ lòng hiếu kính này là gì? Ta đừng làm cho cha mẹ chúng ta buồn phiền. Cái điều này là điều quan trọng nhất. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta đó, đương nhiên phải hiểu cái chỗ này. Cho nên nhiều khi cha mẹ chúng ta đó, dù bề mặt chúng ta cung phụng đầy đủ, nhưng mà không khéo chúng ta làm cho cha mẹ chúng ta buồn phiền, cái này có lỗi lớn lắm. Cho nên cung phụng đầy đủ, nhưng mà ở trong lúc đó đó, cái cách đối xử và cách cung phụng ta như thế nào mà làm cho cha mẹ chúng ta đó không thể vui được, thì cái này đó phước không sanh mà tội sanh ra. Tội này là tội bất hiếu đấy. Cho nên có người thưa với tôi đó, là cái trường hợp đó mà ăn cơm chan bằng nước mắt. Quý vị hiểu cái này. Tại cái người già đó thì đôi khi đó, một cái cử chỉ, một cái thái độ, một cái lời nói nào đó của mình không khéo đó, thì làm cho người già này dễ buồn lắm. Ta nên dễ buồn và dễ giận. Ta nên bây giờ đó, ông cụ tôi đi về thăm cái người chị của tôi, có chồng ở xa, cho nên thăm người chị tôi đó, thì tới đó, tới nhà đó, thì cái bà chị này đó
lo nấu cơm rồi đó để mà dọn ra cho ông cụ ăn. Nhưng mà chị tôi thì mắc lo công việc ở ngoài nhiều hơn, cho nên lúc bây giờ nó chỉ cái đứa nhỏ đó, nó bưng cái nồi cơm ra nó để trên bàn đó thôi, mà nó không có đem bát đũa ra, nó cũng không đem thức ăn gì ra hết. Thành ông cụ tôi lúc bây giờ lớn tuổi rồi, thành dở nắp cái nồi cơm ra thấy chỉ có cơm không có gì hết, thành ông cụ tôi tự bốc cơm trong nồi ra mà ăn. Đây là cái điểm quan trọng nhất các vị thấy. Thành cái bà chị tôi đó đi vô đó thì thấy không có gì ăn hết mà ông già bốc cơm ở trong nồi ra ăn như vậy. Đó. Bà chị tôi mới nói là mấy đứa nhỏ sao bây không đem thức ăn ra cho ông ngoại. À, thì lúc bây giờ đó vô trong bếp mới thấy tất cả thức ăn còn nguyên, ông đó không ăn gì nữa. Thành ông cụ tôi mới nói thôi cha ăn rồi. Các vị thấy không? Ta nên một chút xíu như vậy đó mà làm buồn phiền. Làm buồn phiền. Thành ra hiếu cái này trở thành bất hiếu. Thành ra khi mà chị tôi xuống thăm tôi nữa, tôi nói là chị phạm cái tội bất hiếu nữa. Thành ra bây giờ ông cụ không về thăm chị nữa đó là cái trường hợp là chị nên xét lại. Cho nên tới mà lại ông cụ để xin tha cho cái tội bất hiếu này nữa. Cho nên vô tình hay là cố ý mà chúng ta làm phiền lòng cha mẹ chúng ta nữa, khi còn sanh tiện, rồi kế đó ta làm buồn phiền cha mẹ ông bà tổ tiên chúng ta quá vãng, thì cái này nữa là cái tội bất hiếu lớn lắm. Cho nên khi còn sanh tiền thì chúng ta phải chăm sóc, phải hầu hạ. Nhưng mà Đức Phật nói thêm chúng ta một cái gì nữa, tức là quan trọng nhất ở đây là ta học được Phật Pháp, ta đem Phật Pháp ta chỉ dạy cho ông bà tổ tiên dòng họ chúng ta đó, thì cái này là cái báo hiếu lớn nhất. Tại vì dầu chúng ta có cho ăn uống no đủ mấy đi nữa, cung phụng mấy đi nữa đó, thì cái trường hợp chết rồi thì như thế nào? Mà nhất là khi chúng ta làm cái chuyện tội lỗi mà chúng ta cung phụng cho cha mẹ ông bà chúng ta đó, thì chắc không ai vui trong cái chuyện này đâu. Nên tất cả các Phật tử nên để tâm cái chỗ này một chút. Vì vậy đó mà đem Phật Pháp mà hướng dẫn cho cha mẹ ông bà chúng ta biết Phật Pháp, tin Phật Pháp và thực hành Phật Pháp, để sau này ông bà tổ tiên cha mẹ chúng ta được giải thoát, thì cái trường hợp này đó là trả hiếu lớn nhất. Cho nên Đức Phật chúng ta đó, cái khi thành Phật rồi Ngài mới đi về trở lại hoàng cung. Cho nên Ngài trở lại hoàng cung, Ngài thuyết pháp, Ngài giáo hóa vua Tịnh Phạn, đắc được sơ quả, tức là chứng được cái quả Tu Đà Hoàng. Cho nên chứng được quả Tu Đà Hoàng, tức là bây giờ đó vua Tịnh Phạn có được thiên nhãn mới nhìn thấy được. Thấy được rồi đó, tội lỗi mới tiêu, và những cái tham vọng, những cái ham muốn, những cái lo lắng, những cái ưu phiền không còn nữa. Cho nên đây là cái trường hợp Pháp Phật nhiệm màu linh thiêng là cái chỗ này. Tại sao vậy? Cái Pháp mà Đức Phật dạy này rất là thực. Nó rất là thực. Cho nên trong cái lúc đó Đức Phật thành đạo xong rồi, Ngài không về hoàng cung liền, phải không? Mà Ngài đi giáo hóa trước. Cho nên Ngài quán sát thấy tất cả những người có duyên với Ngài đó, Ngài tới đó Ngài giáo hóa cho họ. Cho nên bây giờ nó tạo cho Ngài một cái uy tín rất lớn. Tất cả các nước đều kính trọng Đức Phật, các hàng Bà La Môn đều kính trọng Đức Phật,
Các hàng sa môn là hết lòng tin tưởng và đi theo Đức Phật. Thì bây giờ đó, Đức Phật đưa một đoàn người mà đây ta gọi là thánh tăng cùng đi với Đức Phật đi về hoàng cung. Thì bây giờ vua Tịnh Phạn mới thấy Đức Phật được tất cả các nước kính trọng. Đức Phật được các vị thánh tăng này đó đi theo. Cho nên lúc bây giờ đó, ông vua Tịnh Phạn này mới khởi lên cái ý niệm: Thái tử Sĩ Đạt Ta làm con người độc nhất trên thế gian này. Cho nên lúc bây giờ đó, vua Tịnh Phạn mới khởi cái tâm mà kính trọng Đức Phật thực sự. Cho nên ta tu mà ta làm cho ông bà cha mẹ chúng ta phát tâm đó, cái điểm này rất quan trọng. Cái này là sự thật trong lịch sử, đây là lịch sử. Cho nên vua Tịnh Phạn mới nói một câu rất đơn giản: ta nói nếu mà thái tử không đi tu nối ngôi vua thì bây giờ cũng giống như tất cả các người khác, nhưng mà vì thái tử bỏ ngôi đi tu cho nên bây giờ nữa, tức là được trên tất cả mọi người, cho nên vua phát tâm là chỗ này. Cho nên vua Tịnh Phạn mới thưa với thái tử, mà lúc bây giờ đó thì bảo là Bạch Thế Tôn, phải không? Cho nên mình đây có cái truyền thống mấy thầy đi tu rồi đó thì cha mẹ cũng phải tôn trọng cái người con đi tu này, coi như là Phật. Cái này là cái truyền thống đầu tiên là của vua Tịnh Phạn. Cho nên vua Tịnh Phạn thưa với Đức Phật mà lúc bây giờ đó là Bạch Thế Tôn, chứ không gọi là Thái tử Sĩ Đạt Ta nữa. Trước đây là Thái tử Sĩ Đạt Ta mà bây giờ là Phật Thế Tôn. Cho nên vua Tịnh Phạn mới nói với Thái tử, nói với Đức Phật. Nó lần đầu tiên mà tôi đảnh lễ Ngài là khi tiên A Tư Đà đảnh lễ Ngài. Lúc đó là Đức Phật còn làm thái tử, còn nằm nôi thôi. Nhưng mà ta đọc lịch sử ta thấy này rất là rõ. Ông tiên A Tư Đà này nên là sống đến 120 tuổi rồi. Mà cái khi nhìn thấy thái tử một cái đó thì ông này nó sụp xuống lại và khóc. Đây là câu chuyện lịch sử thật á, chứ không phải là cái trường hợp ta thêm bớt. Ta nói sụp xuống lại thái tử, thì không biết đó, nó có cái sức thu hút nào đó mà vua Tịnh Phạn cũng sụp xuống lại theo. Tại vì đó, ông tiên A Tư Đà này 120 tuổi lão tiên là được vua Tịnh Phạn kính trọng nhất ở trên đời này rồi. Nhưng mà cái người được mình kính trọng nhất trên cuộc đời này mà làm cái gì đó thì thường thường là dễ thu hút chúng ta theo đó. Cho nên lần đầu tiên mà ta lại Ngài đó là khi A Tư Đà xuất hiện. Đấy là sự thật. Lần thứ hai ta lại Ngài là ta thấy Ngài ngồi dưới gốc cây mà mặt trời đó không bao giờ ngã bóng về đông, phải không? Tức là nó mặt trời đứng giữa như vậy đó, tức là sáng như ban ngày vậy. Đến khi mà vua Tịnh Phạn mới nhìn thấy như vậy đó, tới đảnh lễ thái tử, thì lúc bây giờ đó, thái tử xả định đó, thì lúc bây giờ thấy đã chiều tối rồi. Đây là câu chuyện lịch sử, đây là cái điểm thực. Cho nên đó, cảm hóa được cha mẹ mình, cảm hóa được ông bà tổ tiên mình, cái điểm này là điểm quan trọng nhất. Đây là cái báo ân báo hiếu lớn nhất. Nhưng mà khi chúng ta không hiểu được lời Phật, đôi khi chúng ta bắt chước, chúng ta làm
thì hình thức thì giống nhưng mà ý nghĩa hoàn toàn khác. Cho nên ý nghĩa hoàn toàn khác thì chỗ này nữa, đôi khi chúng ta làm cái việc gọi là báo hiếu nhưng mà coi chừng là trở thành bất hiếu. Cái điểm này là điểm quan trọng. Thành ra tôi luôn luôn cân nhắc cái này nữa. Trong cuộc đời hành đạo của mình tôi cân nhắc nhất là chuyện này. Cho nên cái nhìn của tôi nói rằng tất cả mọi người chúng ta ngồi đây, chúng ta đi chùa đây, chúng ta lễ Phật đây, thì cái trường hợp đó ông bà tổ tiên chúng ta đó cũng đều đi theo ta đây. Rồi đó, kể cả những người mà thù nghịch với ta đây, họ cũng theo ta luôn đó. Tại nên ở trên cuộc đời này đó, chúng ta luôn luôn có hai mặt, một mặt tốt, một mặt xấu, thuận và nghịch, thương và ghét. Ai cũng có những người ghét mình, nhưng mà không ai đó mà không có một người thương mình, phải không? Tại nên không có một người thương mình đó, thì đương nhiên mình vào địa ngục rồi. Ai ghét mình hết vào địa ngục rồi. Cho nên có người thương mình, có người ghét mình, nhưng mà có khác nhau đó là người thương mình nhiều hay người ghét mình nhiều, để mình biết mà mình sống trên cuộc đời. Rồi ở trong cái thế giới vô hình kia cũng vậy, cũng có những người thương mình mà cũng có người ghét mình, phải không? Có người theo mình để tìm những cái sơ hở của mình đó, để mà chống phá. Cái này ta thường ta gọi đó là ác ma, hay là ta gọi là quan gia trái chủ này. Ta nên giống như cái trường hợp Ngộ Đạt Quốc Sư, đời nhà Hán, ngài làm quan án sát, ngài giết quan một tướng lĩnh gọi là Triệu Thố. Nhưng mà sau khi ngài giết quan một người rồi đó, ngài từ quan ngài đi tu đi. Ngài đi tu như vậy đó là trải qua ta gọi là chín kiếp, cho nên ta gọi là tu chín kiếp. Tu chín kiếp mà không thành được, quả báo vẫn tới. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Cho nên cái ông Triệu Thố này cứ luôn luôn là đi theo cái ông Viên Án mà trước đây đã giết quan. Cho nên căn cứ vào chỗ này mà tôi biết là mình vẫn có một cái thế lực vô hình ghét mình, gọi đó là ác ma, luôn luôn tìm cái sơ hở để mà phá. Nhưng mà qua chín kiếp tu hành như vậy đó, Triệu Thố không tìm thấy cái lỗi lầm nào của Viên Án hết để mà báo thù. Để mà báo thù. Thì bây giờ đã tới cái đời nhà Đường, vua Đường thì rất là kính trọng. Đời này nữa thì ngài tái sanh lại, ngài làm quốc sư. Ngài làm quốc sư. Cho nên vua kính trọng ngài nữa, mới đóng một cái tòa, pháp tòa bằng trầm hương và thỉnh ngài lên ngồi nữa. Cho nên ngài lên, ngài ngồi ở trên cái tòa trầm hương rồi nữa, ngài mới nghĩ rằng mình được ngồi ở trên cái tòa này nữa, được vua kính trọng như vậy nữa, mình sung sướng quá chứ, phải không? Chỉ khởi là một ý niệm ác vậy thôi. Khởi một ý niệm như vậy thôi. Mặc dù đây đúng sự thật, nhưng mà tổn phúc. Viên Án mới có cái điều kiện báo thù. Cho nên tất cả các vị nên nhớ, luôn luôn lúc nào chúng ta cũng có hai phía, cái phía ác và phía thiện. Phía thiện này đó là theo ủng hộ chúng ta, và phía ác này đó là theo hại chúng ta. Mà cái phía thiện theo ủng hộ chúng ta đó, tôi thường nói đây là đất nước, ông bà, trời Phật, tổ tiên này, phải không? Tại vì ta kế thừa cái này. Thế nên ta muốn cứu dân, độ thế, thì cái trường hợp này tất cả những người cùng một tấm lòng với ta này, họ ủng hộ ta chứ. Cho nên thường nhiều người thưa với tôi nữa, họ nằm mộng, họ thấy được việc này, họ thấy được việc kia. Tôi nói này đúng. Tại anh làm cái việc đó tốt,
Cho nên anh được ông bà tổ tiên phò hộ. Tay thấy trước báo mộng cho anh mới thoát được. Đấy. Cho nên thế lực này có. Mà cái thế lực thứ hai này quan trọng là cái trường hợp luôn luôn tìm cái sơ hở của mình để mà phá, để mà hại. Thì bây giờ đã cả hai cái thế lực này, chúng ta tìm cách ta đưa họ về chùa để hóa giải, lấy pháp của Đức Phật để giải cái này. Ta đã lấy pháp của Đức Phật để giải, cho nên ta tới chùa, các vị này cũng tới chùa. Nhưng mà nếu ta tới chùa, ta lại Phật, ta gặp các cái bậc chân tu, những cái bậc đại đức, những người đắc đạo, thì đương nhiên ta sanh ra kính trọng, và cái thế lực vô hình này đó nó cũng kính trọng theo. Tại vì cái trường hợp đó, tất cả những người tu hành này đó, quý vị biết, có những người tu giả mà có người tu thiệt, có những người tu thiệt mà đã chứng được sơ quả, có những người tu thiệt mà đắc thánh quả. Đấy. Cho nên chúng ta không biết, người phàm mắt thịt chúng ta thấy ta nói ông sư nào giống ông sư nào hết. Nhưng mà tôi nói đó thì không có ông nào giống ông nào hết. Cho nên tôi có đọc câu chuyện đời nhà Minh. Tại đời nhà Minh thì lúc bây giờ hoàng đế nhà Minh muốn cầu siêu cho mẹ mình, cho nên ngài mới cho mời tất cả các vị tăng ở trong thành đi tới để ngài cúng dường trai tăng. Này vua cúng mà. Cho nên ở đây là vua tổ chức trai tăng cúng dường cầu siêu độ cho mẹ, phải không? Thì cái trường hợp này đó là vua cúng, cho nên ta nghĩ tới vua cúng là chắc là tới đây được ăn ngon, phải không? Đấy. Rồi được y bác tốt, rồi còn có thể thêm cả tiền bạc nữa, và tới cuối cùng là danh dự. À, bữa nay đó là tôi được chủ tịch nước đãi cơm, phải không? Đây là sự thật. Ta nói tất cả mọi người, nhưng mà cái này đó, phần nhiều gì ta gọi là phàm tăng, phàm tăng hay là nghiệp chướng tăng, phải không? Đây là sự thật. Cho nên mình mắc thịt mình thấy ai giống ai hết. Cho nên lúc bây giờ đó, người nào cũng có thể tu và người nào cũng có thể giả. Nghe nói là vua tổ chức tiệc trai để cúng dường chư tăng đó, thì thậm chí cũng có nhiều người đó, thôi bây giờ đi mua một bộ ca sa, phải không? Cào tóc nữa, đi vô đó để chứng trai. Đây là cái điểm quan trọng, rất nguy hiểm. Nếu mà chúng ta đem ông bà tổ tiên tới mà nhìn thấy những cái người này đó, ta không biết là giả là thật, nhưng mà ông bà tổ tiên chúng ta đó, nó thuộc về mắt mắt thánh hay là mắt quỷ thần, thành ra thánh thần thì họ thấy cái này nó giả thiệt, họ biết. Tại họ không phải thấy cái hình thức này, nhưng mà họ thấy ở trong trong tâm của mấy ông tu hành này. Tại nên trong tâm mấy ông tu hành này đó là gì? Nếu còn muốn ăn thức ăn ngon, phải không, thì họ xem thường mình. Còn muốn hưởng thụ thì cái trường hợp này đó là họ xem thường mình. Cho nên Đức Phật dạy đi chứng trai là sao? Tức là tất cả mọi người tâm hoàn toàn thanh tịnh. Ta đã không nghĩ tới thức ăn, mình cũng không nghĩ tới thực phẩm cúng dường, không nghĩ. Ta đã chỉ trụ vào trong chánh định mà hồi hướng phước báo đến tất cả những người quá vãng này. Ta nói cái người mà thực tu nữa thì người ta ngồi chứng trai trên đó ta thấy khác. Còn cái người mà giả tu nữa ngồi chứng trai thì khác. Ta nói tôi để ý tôi thấy nữa, cũng có những ông thầy mà lên ngồi chứng trai rồi nữa thì nhìn vô mâm cơm coi cái gì không ăn không. Ta nói cái này tôi hồi mới tu tôi cũng có bệnh này, phải không? Bữa nay ăn đồ ăn có gì không?
Đây là cái điểm quan trọng nhất. Cho nên cái lễ trai tăng cúng dường Đức Phật dạy các hàng tinh thí phải làm thế này, những người xuất gia phải làm thế này, hai cái này hợp lại đó, ta gọi là hợp thời thanh tịnh thì công đức mới sanh ra. Cho nên các vị nên biết. Cho nên những người này không nghĩ tới thức ăn, không nghĩ tới thức ăn, không nghĩ tới vật chất, nhưng mà nghĩ tới cái trách nhiệm cao cả nhất của mình đây đó, là hồi hướng cái phước báo và công đức tu hành được cho tất cả những hương linh mà tới đây này. Đây là điều quan trọng chứ. Cho nên khi ngồi đó tôi có cảm giác là tất cả những người mà tới đây cúng dường nó cứ gửi gắm cái này, gửi gắm cái kia, gửi gắm cái nọ, phải không? Cho nên có người viết luôn cả tên họ, xin thầy cầu siêu dùm ông bà cha mẹ con tên này có. Thì tôi thường hay nhận cái này nhiều lắm. Hay nhận cái tên này. Cho nên trong lúc đó đó, Đức Phật dạy là chư tăng nên nghĩ tới cái này nhiều hơn, chứ đừng nghĩ tới thức ăn. Nghĩ tới thức ăn là đọa, mà nghĩ tới thức ăn thì hương linh không siêu thoát đâu. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Nên trong kinh Du Lan thì cái trường hợp này ta đọc ta thấy rõ. Thì bây giờ đó, tất cả các cái ông sư này đó, được vua nhà Minh đó, mời tới thiết trai đó, thì mấy ông sướng, mấy ông cứ đi nghênh ngang đi vô. Mà bây giờ đó, ông vua ông này cũng hơi ác một chút, ông thử phải không? Ta nên ông thử đó, trước cái cửa vào hoàng cung đó, thì lúc bây giờ ông cho đem chôn một cái tượng Phật dưới này. Thành ra tất cả các ông sư này cứ đi qua một cách bình thường, đi vào trong hoàng cung sướng quá, cứ nghĩ tới hoàng cung đẹp quá, phải không? Đường xá đẹp quá, bông trái đẹp quá, cứ nghĩ cái đó mà đi thôi. Nhưng mà duy nhất có một ông sư đó, cái khi đi tới cái chỗ này đó, ông dừng lại. Cho nên ông này dừng trở lại, ba dục quỳ xuống lại. Thành ra quân canh nó bô nó mới báo cho nhà vua biết rồi, có ông sư này quái gở. Tất cả các nhà sư kia người ta đều vô để người ta chứng trai hết, riêng ông sư này lại không vô mà quỳ lại ở ngoài đường này. Thành ra ông vua ông nói thánh tăng đến. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Tại vì cái trường hợp ở dưới này, ông có chôn cái tượng Phật đây, ông này đâu dám đi qua, phải không? Không dám đi qua. Cho nên ông này có mắt thánh, ông này có thần thông, cho nên ông thấy được hết. Ông thấy luôn cả những người sống, người chết, ông thấy biết rõ. Cho nên cái khi mà vào hoàng cung rồi đó, thì cúng dường cho tất cả các vị tăng kia đó, xong rồi đó là cho các ngài đi về đi. Thì bây giờ đó, cái ông vua này đó, ông mới rước cái ông hòa thượng mà hồi nãy quỳ lại ngoài đường đó, đi tới trước cái hàng cái kim quan đó, để mà của bà hoàng hậu, bà thái hậu. Thì ông này mới tới không tụng kinh, nhưng mà nói chuyện cách bình thường đó. Nó tôi định là không tới, tôi định không tới, nhưng mà tôi nghĩ rằng bà có lòng thành, bà có tính tâm nghĩ về Phật, cho nên tôi mới tới đây thôi. Như vậy đó, bà mãn nguyện rồi, thôi bà về trời đi. Đơn giản, không tụng kinh, không cầu nguyện, không làm gì hết, mà chỉ nói một câu vậy đó. Thì cái trường hợp đó, tối lại ông vua ông mới nằm mộng, ông thấy bà thái hậu kêu ông đó, hoàng đế, thánh tăng đã đưa ta về trên cung trời rồi.
Ngài nên lễ tạ Thánh Tăng đi, không? Ta nên lễ tạ Thánh Tăng. Thì bây giờ đó ông vua, ông mới đưa cái ông Thánh Tăng này đi ra cái thượng huyện của ông. Cái ông hòa thượng này đó mới nhìn thấy cái tháp 9 tầng mà của vua làm ở trong cái, trong cái thượng huyện bằng đá đó. Ông đứng ông nhìn cái tháp này, ông đứng nhìn tháp. Ông vua nó mới nói đó, nếu ngài thích cái này thì trẫm sẽ dâng cho ngài. Ngài ở đâu đó thì ngài nói đi thì trẫm sẽ cho. Nó tháo dỡ cái tháp này, nó tới nó dựng ở chùa ngài, phải không? Thành cái ông hòa thượng này nó, ông nói thôi không cần những người khác chi cực khổ, nếu bệ hạ cúng cái này thì ta xin nhận. Ta xin nhận cái này. Ông nói xong rồi đó thì ông mới lại, ông lấy cái tháp, ông bỏ vô cái tay áo, ông bay lên hư không đi mất. Cho nên nếu mà ta tổ chức, ta cúng, ta cúng dường 1000 vị tăng mà lúc bây giờ chỉ có 1 vị Thánh Tăng thôi, thì cái này cũng là tốt cho ta. Cho nên khi tôi sang Đài Loan đó, thì Pháp Sư Quảng Tâm ngài tổ chức cái Thiên Tăng Hội bên đó, tức là mời 1000 vị tăng về cúng. Thì ngài mới nói với tôi, kể câu chuyện này tôi nghe, nói rằng cái trường hợp thời nhà Minh có một cái vị hòa thượng như vậy đó, cho nên bây giờ đó tôi muốn cúng Thiên Tăng Hội đó, để mai ra có được 1 vị Thánh Tăng hay là đắc được sơ quả đó thì tôi cũng mãn nguyện lắm rồi. Thế nên các vị thấy, cho nên cái cúng dường mà cầu phước mà ông bà tổ tiên mình tới mà nhìn thấy ở trong 4 thầy ngồi trước mặt tôi đây mà tự nhiên có nhân duyên phát kính trọng một thầy nào đó, thì nhờ cái quy lực của cái thầy này nó có thể được siêu thoát. Còn cả 4 ông này nó không kính trọng ông nào hết mà thấy cái là bực bội rồi, biết không? Thì như vậy là coi như thất bại. Cho nên ở trên cái vấn đề cúng này rất quan trọng. Cho nên Đức Phật mới dạy chư tăng, tức là trước khi thọ thực đàn chay phải cầu chú nguyện cho người tính gia, cầu thất thế mẹ cha thí chủ, định tâm thần quán đủ đừng quên, cho xong ý định hành thiền mới dùng phẩm vật đàn thiền hiến dâng. Tức là trong cái hành thiền của chúng ta đó, ta hướng về tất cả các hương linh, ta siêu độ cho họ, tức là ta đưa lên trên kia. Giống như ông hòa thượng mà nhà Minh tôi vừa nói đó, nên cái ông này nhắm vô cái bà này, cho nên ông này thấy được cái bà này mới nói chuyện với bà này. Cho nên cái bà này đó, bà mới siêu thoát được, là vì bà này rất kính trọng cái ông sư này. Cho nên khi mà ông sư này nói như vậy đó, thì cái bà này thấy được con đường lên trời. Tại sao vậy? Nương theo cái thần lực, theo cái huệ lực của ông này mà thấy con đường đi lên. Chứ còn không có người chết đó là đều thấy, thấy tối đen hết. Cho nên lủi thủi mà đi thì sẽ dễ đi vào trong ba ác đạo lắm. Cho nên cái điều quan trọng nhất của chúng ta đi, trợ niệm là như thế. Ta thấy người mà khi người ta tu thiền quán, ta đắc thiền đắc định, thì cái khi mà người ta lâm chung đó, tự nhiên ta thấy được con đường ta đi lên, thấy được con đường đi lên. Hoặc là cái trường hợp đó, thì lúc bây giờ ta được Phật và Bồ Tát tới rước chúng ta đi, phải không? Thế nên Phật Bồ Tát tới rước chúng ta đi, tức là nương theo thần lực của chư tăng, nương theo pháp lực của chư Phật mà tự thấy được con đường đi ra khỏi sanh tử luân hồi. Cho nên cái lễ cúng dường của chúng ta đó, trai tăng đó, là nó phát xuất từ cái nguyên thủy này có. Nguyên thủy Phật giáo đã có. Và ở trong nhân gian đó, nó cũng phù hợp, cho nên được mọi người chấp nhận, mọi người ủng hộ và mọi người làm, thì cái này nó mới tồn tại trong thế.
Cho nên Phật lực và pháp lực thì cái trường hợp này rất là đặc biệt, nhưng mà đòi hỏi cái chỗ tu hành thanh tịnh của chư tăng. Cho nên trong kinh Nguyên Thủy bảo rằng Đức Phật đi tới bờ sông Hằng, nhìn thấy có một cái lũ quỷ, một lũ quỷ nó khát nước, nó khổ sở. Thì lúc bây giờ đó, tại vì nghiệp của nó cho nên nó thấy cái dòng sông Hằng này đó là lửa chứ không phải là nước. Cho nên mới thưa với Đức Phật là xin nước của Đức Phật để uống. Thì bây giờ đến Đức Phật mới lấy tay chỉ xuống dòng sông, đấy, nước đó, các ông các bà cứ tha hồ mà uống đi. Thì lúc bây giờ đó, nương theo cái thần lực của Đức Phật mà cái lũ quỷ này đó, nó thấy được sông Hằng là nước, biến lửa thành nước, nghiệp của nó thì biến nước thành lửa. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Cho nên ta gọi là Phật lực, tại vì thần lực Đức Phật quá lớn. Thì bây giờ cái Phật lực như thế, rồi đến cái thứ hai là gì? Pháp lực. Ta nói pháp lực tức là những lời dạy của Đức Phật, mà đây ta gọi là kinh điển. Ta nói kinh điển là nó nhờ tới một cái sự hành trì của chư tăng, thì lúc bây giờ nó mới phát huy được cái tác dụng. Ta nói Phật lực thì ở trong Phật đã có pháp rồi, cho nên Đức Phật mới thuyết pháp được. Còn lúc bây giờ đó, pháp tức là kinh để ở trong tủ thì nó không phát huy được cái sức mạnh của nó. Nhưng mà kinh để trong tủ đó lấy ra cho mấy ông tăng này đó, tu hành, tụng đọc, theo đó phát huy được cái đạo lực của mình đó, thì lúc bây giờ cái này là pháp lực và tăng lực sanh ra. Cho nên bây giờ Đức Phật đã vào Niết Bàn rồi, cho nên không còn tại thế nữa, thì chúng ta chỉ còn pháp lực và tăng lực, tức là kinh điển Đức Phật để lại đó cho ta. Nhờ chư tăng mới thọ trì cái kinh điển này mà sanh ra một cái sức mạnh tâm linh, dùng cái sức mạnh tâm linh này để mới siêu độ được tất cả những cái người mà nghiệp chướng trần lao trên thế gian. Cho nên ta chọn vào cái ngày rằm tháng 7 là sau khi kết hạ của chư tăng. Thì trong 3 tháng an cư chư tăng hành trì pháp của Đức Phật, cho nên biến thành ra cái thần lực của chư tăng. Thần lực chư tăng là do pháp sanh ra. Cho nên lúc bây giờ đó, nó có một cái linh nghiệm. Cho nên vị nào áp dụng được cái pháp của Đức Phật mà biến thành lực, thì chúng ta nghe cái giọng tụng kinh của họ đó, chúng ta dễ phát tâm đó. Ta nghe cái giọng tụng kinh của họ đó, ta thấy nhẹ nhàng và ta thấy siêu thoát. Đây là cái điểm quan trọng nhất mà ông bà tổ tiên chúng ta cũng nương theo cái này mà được đi lên. Cái điểm này điểm quan trọng. Cho nên hôm nay là cái ngày mà giải hạ của chư tăng ở trụ xứ Phổ Quang của chúng ta. Có thể nói năm nay là chư tăng về đây an cư đông, đông nhất từ trước tới giờ. Mà quý vị có đủ duyên về đây để tham dự cái lễ dân y hôm nay, tôi mong tất cả các vị giữ cái tâm mình cho thanh tịnh, đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác, chỉ nghĩ tới cái lòng thành của mình có thể cứu được cửu quyền thất tổ của mình, cái lòng thành của mình có thể hóa giải được hết các cái nghiệp chướng tiền thiên của mình, nhờ cái quy lực của tập thể tăng già mà được siêu thoát. Thì như vậy đó, thì cái lễ chúng ta mới có một cái tác dụng đúng nghĩa của nó. Cầu Phật gia hộ cho quý vị luôn được thanh tịnh. Cầu nguyện tổ tiên, ông bà, quán thân của quý vị được nương nhờ pháp lực mà siêu thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.